Em tên là Thanh Phong. Thanh Phong. Dạ, tên chứng minh của em là tên Vi Mẫu. Tên trong chứng minh là Vi Mẫu. Dạ. Ủa, Vi Mẫu cũng đẹp mà sao tự nhiên đổi qua Thanh Phong? Có lý do gì? Tại nó cũng có một cái lý do là tên ở ngoài thường gọi là Ngô Thanh Phong. Ừ. Còn tên trong giấy là Đỗ Vi Mẫu. Đổi họ luôn hả? Đổi dạ. Tên đổi họ luôn. Đúng rồi, tại vì có họ Đỗ là họ của ba em. Họ Ngô là họ của mẹ em. Nhưng mà chị em có một cái em không thích nên em phải muốn lấy tên của mẹ. Nên em gắn vô cái liền và cái tên Phong của em là như là em không muốn, như là em không muốn cái tên của ba em đặt. À, em không thích cái tên của ba em đặt. Dạ. Nó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện mối quan hệ của hai cha con không? Dạ có. À, một chút sẽ tìm hiểu, bởi tôi nghi liền cái tên mắc gì không thích tên cha đặt đúng không? Dạ. Năm nay em nhiêu tuổi? Dạ hôm nay em 36 tuổi. Vậy bây giờ chị kêu em là Phong đúng không? Dạ. Phong, 36 tuổi, đang dạ. Làm công việc gì? Dạ em đang làm hớt tóc nam, em đang ở Thủ Đức. Ừ. Dạ. Quê mình ở đâu? Quê em ở Quảng Ngãi. Quê Quảng Ngãi, vào Thủ Đức ở lâu chưa? Dạ em ở Thủ Đức thì cũng 10 năm. Mời em. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào quý vị khán thính giả. Em chào chị Cát Tường xinh đẹp và duyên dáng. Cảm ơn em. Và em chào bạn nam cùng chơi phía bên của em. Ừ. Em tên là Hoàng Phúc, tên đầy đủ là Võ Văn Hoàng Phúc. Em đã trải qua được 28 cái mùa xuân rồi. 28 cái xuân xanh, dạ. 36 cái hiện xuân xanh. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty chuyên cung ứng về máy móc công nghệ ngành may. Em thì sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại quận 8 ạ. Hiện nay sống với ai? Dạ em sống với nội. Ồ, vậy thì ba mẹ đâu? À thực ra thì em sống với nội quen thôi. Thực ra là mẹ em thì cũng ở gần đó. À. Nhưng mà ở với nội từ nhỏ tới lớn nên là người ta nói mà ở lâu quen hơi. À. Nên là em sống với nội thì em thấy thích nội. Ủa, ở nội. Ba? Dạ ba em thì mất cũng được 20 năm rồi. Ồ, mất 20 năm rồi. Dạ. Rồi, ok em. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em thì theo mọi người đánh giá thì em là một người vui tính, hoạt bát, dễ gần, nấu ăn thì hơi khá một chút. Em thì việc nhà nội trợ thì tương đối ổn. Rồi. Còn điểm yếu thì em có hay bị não cá vàng. Đôi khi em quên một cái món đồ gì đó, em để đó 5 giây sau là em lại quên. Nhưng mà có những chuyện em lại rất là nhớ rất là dai. Người ta nói em có cái tật là nói hơi nhiều. Nhưng mà không phải là dạng mà nói quá nhây rồi dạng cái cầm ràm, nhưng mà nói nhiều một chút thôi. Rồi, những cái đó cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Có tật xấu gì không? Có lẽ là chắc em hơi bừa bộn một xí. Ủa sao tự nhiên bếp núc rồi nãy giờ giỏi trơn rồi tự nhiên mà bếp núc làm việc nhà thì làm sạch sẽ nhưng mà lại bừa bộn nên là em nó hơi ngang trái chỗ đó là như vậy. Bài ra rồi ai dọn? Em dọn. Phòng em bừa bộn lắm. Tức là em ở không gian chung á thì em sạch sẽ, mà phòng em thì rất là bừa bộn. À, ở ngoài thì như phòng khách vô, dạ. Phòng như chuồng heo. Dạ. Nó giả luôn hả? Nhưng mà nói chuồng heo vậy thôi, nhưng mà thấy cảm thấy mà nó gần gần cái chuồng heo là phải dọn liền. À, rồi. Nghe diễn tả vậy thì thấy sao? Một người bừa bộn thì ở với một người gọn gàng thì họ sẽ chỉnh nha. Ý là em nói em là người gọn gàng hả? Dạ. Rồi, đâu, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Kể chị Tường nghe. Điểm mạnh của em thì vui vẻ và dễ hòa đồng với mọi người. Ừ. Còn điểm yếu của em là khi buồn là em hay tự kỷ một mình. Tự kỷ là em làm gì? Là cũng như là em muốn ở trong nhà, không muốn gặp ai cả. À. Rồi hai nữa là em sẽ đi ra ngoài muốn một mình thôi. Tìm một cái quán nào đó em ngồi. Có nói lẩm bẩm mình không? Không, em đâu khùng chị. Chỉ ngồi một mình. Dạ. Em nói vậy là sai, em đừng nói từ khùng là em xúc phạm. Chị nói cho em biết luôn nè, nghệ sĩ nè, chị nè, buồn quá ngồi nói chuyện một mình. Chị Cát Phượng cũng vậy đó, em chị nào cũng theo dõi trên mạng rồi. Chị Cát Phượng là nhiều khi buồn về ngồi cái ngồi nói chuyện với ông Địa, ông Tài. Có nghĩa là có những người đó là những dấu hiệu là cũng tự kỷ và trầm cảm đó. Có nghĩa là mình cảm thấy không muốn chia sẻ với người ngoài. Chị nói chuyện mình hoài gì? Trời ơi, khùng mà đẹp được như tôi à? Không, em không nói là em nói chị khùng. Ừ. Vậy là em nói là em không có phải em khùng đi có chơi. Có nghĩa là vui mới đi chơi. Dạ. Buồn một mình. Dạ. Đúng rồi. Em sao vui đi chơi buồn mình còn em? Em thì là thích đi chơi lắm chị. Vui em buồn thì em cũng đi chơi. Dạ, em mà ở nhà mà chắc gọi là mà kia em ở nhà mà chừng 30 phút mà ở không mà không làm gì là em chắc em xỉu á. Ừ. Có nghĩa là em một người em thích ra ngoài. Mà ví dụ mà em nói thật sự nếu mà cái bạn mà quen em là em lại muốn khười đi chơi hết trơn. Khười đi chơi. Nhưng mà đừng có cho họ sống trong một cái vỏ ốc hoài được. À, nhưng mà vui đi chơi thì nói chuyện, rồi buồn đi chơi thì sao? Buồn đi chơi để em nói. Không mà em á, nếu em buồn thì sao? Em cũng nói đó chị. Ủa vậy hả? Em buồn em càng nói nhiều hơn em vui. À vậy hả? Dạ. Em nói riết rồi bạn em nó cảm thấy mày nói xong rồi tao không biết tao mày buồn hay mày đang vui.
thôi vậy cũng được, lạc quan trong cuộc sống. Dạ, tại vì mình em muốn là coi như là phải trút nó ra và đừng bỏ trong lòng. Đúng. Tại bỏ trong lòng nó sẽ gặm nhấm mình, đến lúc mà mình không chịu nổi nữa là mình đâm ra mình không còn kiểm soát được. Đúng luôn, đó là chủ nghĩa cá nhân, có nghĩa tôi buồn tôi vui tôi phải trút ra, ai hốt còn hốt, còn tôi trút cho tôi khỏe cái. Bạn em nó sợ em gọi nó. Đó, thằng nó gọi là em gọi nó là nó sợ em rồi, có chuyện rồi đó, vui buồn thấy chưa? Bởi vậy em làm sao qua chương trình này nữa, mới gọi điện mấy bạn em cắt máy trơn không ai nghe luôn. Khổ tâm, đã nghe nghe cưng. Nhà này dễ thương lắm luôn nè, giờ vô chuyện tình yêu nè, hồi đó giờ mấy mối tình rồi? Qua bốn mối. Bốn mối? Dạ. Mối nào sâu đậm nhất? À, mối thứ hai. Mối thứ hai, quen nhau bao lâu? Ba năm mấy, từ khi người đó mới bắt đầu đi học năm nhất. Rồi đến khi mà người đó ra trường, xong rồi người ta đi làm, rồi có nhiều mối quan hệ, rồi người ta có nhiều sự lựa chọn. Mà lúc đó quen nhau là có sống chung với nhau không? Không, tụi em không sống chung. Không sống chung. Là cũng lâu lâu thì cuối tuần thì người đó qua em chơi rồi ở lại. Rồi xong rồi thứ hai là người đó về đi học. Là người đó cách em là quận 12. Không có bao giờ tụi em gặp lại nhau không? Từ ngày chia tay là không bao giờ gặp lại không nhau. Không bao giờ gặp lại nhau. Có thỉnh thoảng một lần hay là em có gọi điện để em hỏi thăm về cuộc sống, công việc. Rồi người yêu thì người đó cũng có bồ. Tại em hỏi cái hạnh phúc nữa là hạnh phúc như là nếu em hạnh phúc là anh vui rồi. Trong mối quan hệ của tụi em á thì em là giữ cái vai trò gì? Em là vợ trai chồng. Vai chồng? Dạ. Ngược lại là vợ. À, có sen được không? Dạ không. Em tôi thì... mới tìm hiểu, tôi mới biết, tôi phải hỏi có sen được không? Em là hơi bị rõ ràng. Trên là trên. Dạ. Chứ không có bị lưng chừng. Em thì sao? Em thì sẽ muốn mình đóng vai trò dưới hơn nhiều hơn. Nhưng có bao giờ mình tức là em thấy này là chị ở trong chuyện tình cảm á, khi em quen một cái bạn đó thấy nhỏ tuổi hơn em thì em có thấy em gồng lên được chị. Rồi. Nhưng mà trong cái chuyện tế nhị thì nó đáp ứng được nên là cũng không thích. Em muốn là nó trọn vẹn luôn. Là vậy là cũng đã từng phải gồng lên rồi. Dạ, gồng nó bị đứt. À, gồng nó bị đứt là dễ thương, rất là thiệt tình, gồng nó bị đứt ha. Thì là hiểu rồi đó. Càng ngày tôi càng hiểu biết về cộng đồng LGBT chứ. Dạ. Tới tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì em trải qua 3 mối tình. Trong đó có một mối tình đơn phương và 2 mối tình là song phương. Đơn phương là sao? Mối tình đơn phương là một mối tình mà đã để lại cho em một cái dấu ấn nhiều nhất. Hồi đó em xấu lắm. Mặt em mụn rỗ này nọ lắm. Sao giờ đẹp vậy? Để em kể. Em quen cái bạn nam đó là trai thẳng. Bạn học cái lớp sát bên em. Em dụ người ta phải không? Nói chung là hai đứa cũng quen thân. Nhưng mà bạn ấy là nằm trong top 10 bạn nam đẹp nhất lớp. Mà lúc đó em nghĩ là em quen được một cái bạn trai mà đẹp nhất lớp nữa. Mà em lúc đó là em mới vào ngành nè chị. Ngành gì? À, giống như là vào ngành đây lắm, như là em mới bước vào cộng đồng LGBT. À, trời, vào ngành. Trời ơi, rồi vào ngành. Lúc đó thì hai đứa cũng chơi thân với nhau lắm. Đi ăn cũng đi ăn chung, đi chơi cũng đi chơi chung. Nhưng mà bạn nó nghĩ em là một bạn trai bình thường. Dạ đúng rồi chị. Rồi, tức là thân hơn mức bình thường. Rồi. Thậm chí là đi mua quần áo chung, thử đồ chung. Vậy mà em là bạn nó thẳng. Bạn ấy nói chung là trong cái cử chỉ bạn nó rất là thẳng luôn, không có khái niệm gì mà gọi là thích con trai hay kiểu yêu đương. Mắc mới gì mặc đồ chung với nhau có không? Nào hai thằng em nói là đi mua đồ chung á chị. Đi mua mặc đồ chung, mặc đồ đôi. Rồi có khi thử chung đồ á. Như là hai đứa được, nhiều khi cái chỗ đó đông quá thử chung đồ. Rồi cuối cùng khi quen nhau như vậy, thân như vậy thôi, nhưng mà bạn ấy không có biết nghĩ em là trong tâm bạn ấy không nghĩ em là thích bạn đó. Chỉ là hai đứa bình thân bình thường thôi. Cái một thời gian em bắt đầu thấy bạn ấy có những cái đăng những cái dòng trên Facebook á là đi chơi một bạn nữ. Bắt đầu em ghen. Nhưng mà em ghen ở đây là em không biết, mình không có ghen chính ngôn thuận được. Tại vì mình đâu có phải là người yêu của bạn đó đâu. Đúng rồi. Mà càng thấy bạn ấy mà đi chơi, bạn ấy mà đăng lên là em nóng lộn lên. Nhiều khi em tối em ngủ không được chị. Em nóng đến mức độ mà bạn ấy đi chơi, em biết bạn ấy đi chơi bạn nữ đó rồi, em gọi về chứ bằng được. Em nói em đang bệnh sắp chết rồi gì đó. Em nóng 39-40 độ rồi, giờ sản rồi, không còn khả năng gì nữa, về cứu liền, mua thuốc liền. Rồi nó có về không? Thì thật sự là bạn ấy cũng có về, nhưng mà về thì lúc mà nhắn tin là 1.5 tiếng sau mới về. Cái lúc bạn ấy về xong cũng mua thuốc giảm sốt cảm, rồi lúc mà em nhớ là 11:30 rồi. Cái em phải đi, em đi ra bình thường nè. Em nói ông đi đâu đó? Nó nói tôi đi chơi ai. Em nói chung là em hỏi như là mình đang ghen đó. Nhưng mà em cũng không biết là nói sao mà để mình thấy cái cơn ghen mình ra. Thì tới một cái mức độ nào đó thì em cũng không có kiềm chế được nữa, em muốn bộc bạch mình luôn. Thì cái hôm đó là bạn ấy đi chơi Cần Thơ với bạn nữ đó về rồi. Trời ơi, xong rồi. Trời, em nóng lắm á chị. Em nóng lắm nha. Nó về là khoảng, lúc đó nó về là khoảng 6 giờ, 6:30 nó dậy mới kịp tắm. Em nói đi ăn với tôi đi. Nó hơi mệt quá rồi, ăn không làm biến đi ăn lắm. Anh đi ăn đi, có chuyện nói gấp lắm, quan trọng lắm, không nói là không được, chết đó.
hù hoài, hâm dọa hoài, nó sợ. Thì nó nghĩ em bạn thân mà, xong rồi cái nó mới chở em đi ăn, xong rồi cũng hai đứa đi ăn, ăn lẩu rồi uống sinh tố đầy đủ. Xong là 11 giờ là chở em về nhà. Trời ơi, cái gì mà từ 6 rưỡi tới 11 giờ chưa vô đề nữa. Em không biết nói gì mà em tức, lúc em tức làm gồng mà. Em nói chết mà giờ mà nói chắc thì có búng nó luôn á. Trời đất ơi, bạo lực quá. Nóng quá mình kèo mình... dưới bạo lực quá. Tại vì lúc đó mình chỉ biết mà dạng ghen mà. Rồi, cuối cùng sau đó cái em về mới nói, cái em mới nói tôi có chuyện cần nói với ông. Là 11 giờ đêm rồi đó. Dạ, 11 đêm trước cửa nhà em luôn, cửa nhà nội em luôn. Nói tôi yêu ông vậy đó. Trời ơi, rồi nhỏ. Nó đứng hình, em nhớ đứng hình khoảng 5 phút chị. Nó nhìn em nó trưng trưng vậy nè. Xong nó ông nói đủ chưa. Em tưởng là nó phải nói em không mà nó không nói. Nó đi về. Rồi em nhắn tin nó cũng không trả lời. Nó không khóa số nhưng mà em nhắn tin không trả lời. Ngày hôm sau đi học cũng né em nữa. Rồi coi như một thời gian đó là bạn ấy tránh em luôn. Lúc đó em sống trong cái sự trầm cảm chị, thì cái tình đầu mà nó đẹp mà. Sau đó rồi cái em buồn quá, em biết nói ai mà em nói lúc đầu đó, em phải nói chị một người đó. Em mới lôi mẹ em ra em nói. Trời ơi, em cơ mau luôn. Trời ơi, em nghĩ trước đầu là kịch bản là chắc mẹ sẽ lồng lộn lắm, mà giận lắm, mới chửi đủ thứ chuyện, em soạn kịch bản hết trơn rồi. Em sẵn sàng chịu đựng luôn, chấp nhận. Nhưng luôn. Nhưng mà cuối cùng đi học rồi đúng không? Đi học. Sao vậy? Mẹ em bình thường. Vậy là trước đó chắc mẹ em có đoán trước thì rồi. Mẹ có đoán nhưng mà tức là mẹ không có thể hiện hành động thôi. Rồi lúc đó mẹ có an ủi em, dỗ về em gì không? Nói chung cũng em cũng nói chuyện tình cảm này, mẹ nói thì giờ mẹ không thích, nó không thích mày thôi, thì giờ duyên không có rồi thôi. Em tưởng lồng lộn lắm, cuối cùng hôm đó em bị trớt. Em tưởng làm kịch bản em soạn sẵn rồi em bị kịch đúng không, mà cuối cùng ra hài kịch. Nó vui vui, mẹ bình thường, mẹ em cười bình thường, cười vui vẻ lắm. Ủa vậy hả? Rồi từ đó là sao là mẹ em... lúc đó thì em bắt đầu em quyết tâm em làm đẹp. Em nói là bây giờ dụng làm đẹp nữa. Rồi sao bắt đầu em về em tìm đủ mọi cách, em đắp dưa leo, em đắp chuối, đắp chanh, thứ trái cây gì em cũng đắp hết. Em đắp nhất mà lúc đó nó bị dấn thì không biết. Sau này khi mà em có quen một cái chị bạn, chị hay lấy mỹ phẩm Hàn Quốc về á. Thì em có những xài những cái mẫu Hàn Quốc á, em xài tới bây giờ. Có dao kéo gì không? Dạ không. Cho trái cây thôi đó phải không? Tự nhiên luôn. Rồi mấy bạn gái mà muốn đẹp thì hãy học hỏi bạn ấy nha. Cứ theo bạn ấy coi sử dụng cái gì. Nhưng mà vừa vừa đừng để tới hồi mà mặt hư luôn nha. Thôi em nghe chuyện tình của em anh thấy sao? Anh thấy nó bình thường mà, tại vì sao tụi em cứ mẹ tạt nước vô bản của bạn rồi bây giờ em tạt nước cho bạn nữa. Tại vì những cái câu chuyện của bạn này kể đó thì em đã từng nghe rồi, nhiều đứa kể em cũng yêu đơn phương người đó, người đó như vậy đó. Cái em mới ngồi ngược lại em rồi, hỏi tại sao mắc mới gì mình không tìm một người giống mình yêu, mình phải yêu trai thẳng chị cực vậy. Chị cực vậy ha. Đúng, cái nó kêu hồi đó nó đâu không biết, tại nó chỉ là nó thích theo cái trái tim thôi. Đó. Không biết ta thẳng hay công gì đâu. Dạ. Tính đâu cũng tính vuốt vuốt công ta. Bởi được em được có nghe gì nhiều lần rồi, em cũng bình thường. Câu hỏi cuối nè, cái bạn trai đó rồi bây giờ có, sau đó có chơi lại với em không? Khoảng gần 6 tháng sau thì vẫn nói chuyện là bình thường. Lúc đó là cảm xúc em không còn nữa chị. Còn bây giờ vẫn là hai thằng bạn thân thôi. Bạn thân thôi. Bây giờ em nếu mà nói thật sự ra bây giờ với cái giao diện em bây giờ thì em nghĩ là em đủ tự tin để em quen bạn đẹp hơn nữa. Nhưng mà cái bạn đó vẫn là thẳng đúng không? Dạ đúng rồi. Đến giờ phút này bạn ấy vẫn là thẳng. Chúc mừng em. Vui, câu chuyện vui. Thôi bây giờ muốn tìm một người bạn đồng hành với mình là người như thế nào? Em cũng không còn nhỏ nữa thì em cần một người đó là chín chắn trong cuộc sống, quen một thời gian cảm thấy mà hợp thì tụi em sẽ có một cái đám cưới hoàn hảo. Là em vẫn mong muốn được một sự công khai, được sự chấp nhận của gia đình, của xã hội, đúng không? Quan trọng là bên gia đình bên kia chấp nhận tụi em, ủng hộ từ gia đình. Ok. Em thì sao? Em cũng đồng quan niệm với bạn trai bên đó. Em sợ gì nữa, mẹ em chịu rồi, em sợ gì nữa. Với em thì khi mà em đến với chương trình này em rất là nghiêm túc. Em muốn là tìm một mối quan hệ cũng nghiêm túc. Và cuối cùng là đi tới một happy ending. Tức là phải có đám cưới, bởi em quan niệm rằng là dù ở là nam với nữ hay là nam với nam hoặc nữ với nữ cũng vậy, kết hôn nó là một kết quả của tình yêu đẹp. Và thứ hai nữa là em muốn là cùng nhau để mà gây dựng gia đình, cùng nhau làm để mà chung đắp xây cái gia đình đó. Em tìm đối tượng là đừng có quá là keo kiệt, đừng có quá là gia trưởng, với lại men hơn em một chút. Men hơn em nhiều. Dạ. Mời hai bạn nhìn về cửa trái tim. Nhìn đi. Đó. Chào em. Vậy là em chọn đúng rồi đó chị. Đúng rồi, anh cũng chọn em đúng mà. Tặng em món quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà. Tặng em món quà. Có đẹp không? Ừ, đẹp không bằng em đâu. Dạ, em có một cái món quà này nó đi qua cái bao tử. Cảm ơn em nhiều. Cái này là tự tay em làm. Nó cũng đơn giản thôi. Anh mở ra đi. Mở ra, ngồi xuống mở ra ăn liền chứ trời ơi. Thiệt tình. Trời ơi, cháo. Em xin giải thích luôn là cái món cháo là cái món cháo hành. Ngày xưa em đi học văn học á, là em cái món cháo hành này là món cháo hành giữa Chí Phèo và Thị Nở.
Cái món cháo hành này nó mang ý nghĩa là một cái tình yêu. Tuy nó hai người là xấu đều như nhau, nhưng mà nó thể hiện cái tình yêu, cái sự chăm lo của hai người. Hành ở đây là nó đại diện cho sự thơm nồng. Nhưng mà sao hôm nay có thêm thịt chứ phèo không có thịt? Không, để em nói thêm, tại vì giờ hai em với ảnh đẹp quá nên là thêm thịt. Chị biết mà chị hỏi thôi cho chị đoán được liền. Cái món thịt kho tiêu á là nó mang cái tính chất là mặn và cay. Hai cái món này kết hợp với nhau, em muốn là trong cái tình yêu á, lúc nào nó không phải là cái sự nóng bỏng, nó không có nguội lạnh được. Thứ hai nữa là phải có sự thơm nồng trong đó, có sự quan tâm ở trong đó. Khi mà về sống chung với nhau á, thì khi nào em đi làm về em sẽ nấu cơm cho chồng. Trời ơi, nhỏ thâm thúy ghê vậy mà không chịu lấy thì tôi gả cho đứa khác á nha. Lấy không? Chưa mà chị. Cho cái muỗng ăn thử miếng đi cơm. Trời ơi, rồi được mà em nấu nó cái nêm nếm nó hơi lạc một xíu. Ăn kèm với thịt mà em, phải thịt vô. Thịt thì ok. Dạ. Cháo thì nó hơi bị nhạt. Nhà một cách như là nem không có được điều tay. Không, em muốn là cái vị cháo nó tô đậm lên cái vị thịt đó. Nên em phải nêm nó nhạt như vậy. Giống như cháo trắng vậy đó. Còn cái này là cháo có thêm hành thôi, có nêm nếm gì đâu. Tại cháo ăn với thịt. Em là người miền Tây nên em nêm nếm nó hơi ngọt, nên là không biết có vừa miệng hay không. Không, anh người Trung nhưng mà anh là thích ăn cái vị của miền Tây, là anh thích ăn ngọt. Anh không thích ăn vị miền Trung. Bây giờ chấm điểm cho tôi đi, thang điểm 10 nè. Chấm nhiêu nè? Này là 8 điểm. 8 điểm. Thôi được rồi, xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Hai bạn ăn uống ngon miệng và tâm sự với nhau nha. Qua giọng nói á, thì anh không nghĩ mà em dễ thương. Nhưng mà khi mà rút tấm ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Nãy em có nghe nói là mình quen nhau á, em thì cũng đồng quan điểm anh là đi tới một cái sự kết hôn. Cũng muốn là có một cái gì đó nó nghiêm túc. Thì anh cũng muốn đến đây á, để tìm một người. Chỉ cần người đó là cũng như là cho anh một cái cảm giác được tin tưởng, và anh sẽ là cho người đó một cái niềm tin và cái hạnh phúc lâu dài. Anh chỉ sợ là em còn trẻ thì em cũng có những mối tình khác, giống như là thay đổi cuộc sống lại. Tức là bây giờ yêu một người chán quá thì bây giờ mình có thể, tại vì em còn quá trẻ. Tại vì anh em thì quan niệm thế này, trong cái cộng đồng này thì đương nhiên thì quen thì nhiều đối tượng lắm, nhưng mà để mà đi đến một cái kết thúc mà nó vui vẻ cũng giống như là một cái sự kết hôn á thì rất là khó. Em quan niệm á, nó giống như là một cái cuộc trò chơi vậy đó, mình phải tìm một cái mảnh ghép phù hợp nhất của chính mình. Em thì quan niệm là khi mà về với nhau là cùng nhau để xây dựng lên cái gia đình nhỏ đó. Em cũng không cần là, nhiều khi em cũng đừng nói là anh phải ở có nhà ở Sài Gòn hay không, cái chuyện đó thì sau này lấy nhau về mình sẽ tính tiếp. Đương nhiên thì cái đó là cái định hướng mình phải hướng tới, và đầu tiên là mình phải ổn định về mặt tài chính trước. Quan niệm của em là em không có dạng sống phụ thuộc về tài chính. Thí dụ hai người sống chung với nhau thì có những cái khoản chi chung thì mình cùng đắp xây vào đó, chứ không phải là kiểu như dạng như mà lợi dụng này nọ, anh phải mua cho em cái này cái kia, là em không có. Nếu mà một người lợi dụng thì không bao giờ có một cái tình cảm lâu dài được. Nếu mà hai người mà sống theo kiểu mà bình đẳng thì nó sẽ có một cái kết cục là bền. Thời đại bây giờ em biết không, ai cũng đi làm hết. Anh cũng đi làm, em cũng đi làm, ai cũng làm ra tiền. Thì ví dụ nếu mà bạn bè đi chơi chung với nhau thì nó khác. Còn ví dụ yêu đương, hôm nay em trả là ngày sau anh trả. Đó là chuyện đương nhiên, đúng không anh? Cho một người yêu anh cái gì từ tấm lòng của anh, tự nguyện. Đừng bao giờ đòi hỏi anh bất cứ một điều gì, thì cảm giác là anh bị tụt cái tình cảm anh xuống. Cho dù người đó không đòi hỏi anh có thể cho hơn người những cái thứ người ta đòi hỏi, tại vì mình thương. Nhưng mà mình cho từ tấm lòng, có như là mình, chứ đừng nói anh ơi em thiếu cái này, anh ơi em thiếu cái kia. Mấy cái đó thì anh cái đó anh yên tâm đi, em không có chuyện đó. Nhưng mà em có cái này nè, tức là em thì rất là thích đi ra ngoài, nên là lâu lâu là một tuần á, anh có thể dành cho em bao nhiêu buổi để đi chơi? Anh thì làm công việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thì anh chỉ sợ là em làm văn phòng thì chủ nhật cũng nghỉ, nhưng mà thứ bảy chủ nhật anh không nghỉ được, thì anh chỉ rảnh buổi tối. Thì buổi tối thì em lúc nào em cần thì anh sẽ có ở đó. Không, buổi tối thì em vô tư anh. Thôi đó, chỉ là có ban ngày thôi. Chị nghĩ là cuộc đời em lúc nào em cũng vô tư hết trơn, chứ không phải là chỉ có buổi tối em mới vô tư. Anh đi xuống từ giờ nào cũng có em lúc đó, cũng có mặt em hết trơn. Vậy đó hả? Ở nhà em ở đâu? Là nhà em ở quận 8. Ở quận 8 mà xa anh không? Nghĩ từ Thủ Đức xuống quận 8 luôn. Em ở khúc cầu Chánh Hưng á. Anh cầu chi chứ? Cầu Chánh Hưng là đi đường... Nếu mà anh đi xuống thì anh đi đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Văn Kiệt là... Anh tới cầu Nguyễn Tri Phương, là qua Phương. Cầu đó là tới nhà em rồi. Cũng không xa mà cũng không gần. Tầm mười mấy cây. Chịu khó đi anh. Lành quá nè, ảnh không xuống được thì em xuống thăm ảnh. Thì em có vấn đề đó, thì nếu mà hai người mà đã thuận nhau rồi thì nó không cần thiết mà xa hay gần nữa. Để yêu nhau là không cần thiết ra nó tiết kiệm thời gian. Ví dụ mà bữa nào anh bận thì em sẽ chạy lên.
chạy lên anh đi chơi, bữa nào mà anh rảnh thì anh chạy xuống với em. Hoàng Lộc, em ngồi sau lưng anh được rồi. Nó không định chạy luôn đó, nó chỉ đại chạy một lần xuống ở luôn, khỏi về luôn cho nó lẹ. Anh nói cái này thì em cũng đừng buồn, em sẽ giảm bớt cái độ nói của em. Ví dụ cái nào cần nói thì mình nói, chứ đừng ví dụ đi những cái chỗ đám đông thì mình cái nào mình cần nói còn không nói thì thôi. Đừng bao giờ mà sẵn ra thì người ta họ đánh giá ở thằng nó sẽ đẹp mà nói nhiều quá. Đó. Nhỏ này được cái rất là thiệt tình luôn, nãy giờ nói thẳng thắn dễ sợ luôn. Nếu mà tôi gái mà nãy giờ ngồi nói vậy chắc tôi đứng dậy tôi đi về tôi khóc rồi. Nãy giờ mà bé nãy vẫn cười tươi luôn. Không, em thích cái chữ thẳng đó. Ờ, thẳng quá, cái này thẳng quá. Bữa nay em ấy đi có dẫn mẹ đi theo để mà muốn bắt con rể. Mà nghe con rể thẳng quá, tôi nếu là mẹ tôi cũng nhột nữa. Tôi để mẹ thẳng vô thẳng với em dễ thương chị. Chưa biết. Thẳng với em thiệt tình. Thiệt tình phải không? Ờ, chứ không phải là kiểu thẳng mà thẳng giả tạo. Ờ, hôm nay em đi với ai? Em đi với bạn em, hai đứa bạn thân. Rồi, mời hai đứa bạn em vô luôn. Dạ, con mời cô vô ạ. Cô ơi. Dạ, chào cô. Dạ. Nãy giờ con ngồi ngoài cô nghe cái cuộc trò chuyện của hai bạn này thì cô thấy có nhận xét như thế nào hả cô? Theo như cô nhận xét thì thấy thà là cái gì thẳng thắn mình nói từ đầu thì nó mới ấy chứ đừng có giả dối. Cô cũng mong hai đứa có cơ hội bấm nút. Cô thấy hợp hả cô? Hợp. À, nhỏ ở nhà nó cũng nói nhiều dữ vậy đó hả cô? Không, không biết buồn là gì hả cô? Không, nó lúc nào con người nó cũng vui vẻ chứ. Mà cô cũng la hoài, nó cái gì con tiết chế là bớt. Hơi tăng động cô ha. Đúng. Nhưng rồi mà nhờ vậy sẽ lan tỏa được những năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Ai ở xung quanh bé này không có buồn. Không có buồn. Mà không buồn là thấy trẻ rồi. Chào cô. Thì hôm nay con tới đây á thì con cũng cảm ơn cô đi chung với em. Thì con cũng muốn có cơ hội. Đúng rồi. Thì để được cùng em và đi đến một cái cục tóc đẹp. Và cũng muốn được làm con rể tương lai của cô. Đúng rồi. Con không biết là cô nhìn nhận con như thế nào. Thì cô nhận xét con á là cái tánh của con á với cô á là cũng là một tánh. Cái kiểu như cái gì mình nói là mình nói thẳng ra để cho người ta nhận biết chứ đừng có mà ấp úng là cô không có chịu. Nếu mà con không làm con dễ làm con cô cũng được. Trời ơi, tuyệt vời. Rồi. Con rất là thương luôn á, cô nói nè, nếu con kiếm được người chồng được, kiếm một đứa con cho cô nữa cũng được. Trời ơi, thấy thương dễ sợ. Có mà mẹ nào mà tuyệt vời như mà mẹ này đâu trời. Ủa hồi đó nhỏ cam ao với cô không có cứ bàng hoàng sửng sốt gì trơn hả cô? Không, không. Lý do là tại vì trời sanh ra cái tánh như vậy, cái lòng như vậy là phải như vậy thôi. Là cô biết em nó từ nhỏ luôn hay là lúc nào cô mới phát hiện? Nói là nói chung ra là cũng biết sơ sơ thôi mà không có nghĩ. Rồi Phúc đó, nó mới tâm sự với mẹ. Giờ tuổi Phúc sợ mẹ la, nhưng mà thật chất là mẹ không có la. Rồi, mẹ còn động viên nữa, mẹ nói nếu mà con chơi như vậy là như vậy thôi. Tuyệt vời. Những bà mẹ nào mà cũng vô cái trường hợp con mình như vậy thì thôi hãy chấp nhận con khi con come out để tạo thêm cái động lực cho con sống và phấn đấu trở thành một người tốt, người có ích cho xã hội. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ hai bạn trẻ bên đây, nãy giờ em là cái gì của anh Phong? Dạ, vừa là em vừa là bạn anh Phong, bạn thân. Hôm nay ngồi nhận xét cái cuộc nói chuyện này thì tụi em có cảm nhận như thế nào về cặp đôi này? Bạn bên đó thì em thấy là tăng động thiệt. Tăng động thiệt hả? Anh Phong thì nào giờ là anh sống, nói chung là anh thật thà, thật lòng, cái gì cũng tốt hết, nhưng mà có cái hơi nội tâm. Hơi nội tâm nên đâm ra là ảnh cần một người ví dụ giống như bạn Phúc có thể làm cho ảnh vui được thì cũng là tốt. Vậy là hợp. Tự một người trầm với lại một người mà tăng động thì nó ok, nhưng mà có thể là giảm bớt xuống. Rồi biết rồi, cái đó chị sẽ nói. Được rồi. Em gái có ý kiến gì không? Ờ, em cũng thấy vậy. Rồi, cảm ơn hai bạn. Dạ, con cảm ơn cô nha. Chúng ta chờ sổ số coi hai bạn này có đồng ý về chung với nhau không nha. Rồi bây giờ nè, đặt cái tay vô nút bấm này, suy nghĩ cho kỹ, đừng nghe mọi người kích động. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm nút là hốt về, không đồng ý buông tay ra tôi gả, tôi kiếm người khác cho, đừng lo. Tụi em đẹp mà, em nói nãy em nói với cái giao diện này của em sợ gì ế, đúng không? Chuẩn bị tinh thần đi. 1, 2, 3. Mời hai bạn về cùng một phía, về cùng một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày chúng ta bấm nút hẹn hò. Chúng ta đã bấm nút hẹn hò, đây là một cái gì nó rất nghiêm túc. Hôm nay lại có sự chứng kiến của cả phụ huynh nữa. Và Tường cũng hy vọng rằng cặp đôi này sẽ có một cái thời gian bên nhau thật là dài, nắm tay nhau để cùng đi những cái đoạn đường còn lại của cuộc đời mình.